Hello anh em nhá. Anh em đợi xíu, anh Vika đang luyện tập dang dở anh em à. Ok. Ok. Trời ơi. Mấy bạn mới hay quá. Ơi. Ơi, bom đâu ra quá trời vậy? Hôm nay anh Vika có một cái thử thách muốn làm cho anh em xem. Nhưng mà mọi người đợi xíu nha. Hết bạn này đi, anh Vika còn có 22 máu à anh em ạ. Còn 22 máu vẫn kịp bắn một hai mạng nữa anh em ạ. Đó. Ui. Ok. Hello anh em nha. Thì như Vika nói là hôm nay Vika có một cái thử thách muốn làm cho mọi người xem. Bây giờ anh em di chuyển với Vika ra phòng khách để Vika cho mọi người xem nha. Let's go. Ok, thì đây là hai thứ mà Vika muốn cho mọi người thấy đây anh em à. Đố mọi người biết là gì luôn á. Cái máy to này trước đi ha. Thì Vika nghĩ là chắc là nhìn sơ qua mọi người cũng đã biết là máy gì rồi đúng không? Có rất nhiều bạn biết đó. Đây là dòng máy PlayStation 5 của hãng Sony, một dòng máy chơi game rất nổi tiếng mà nó gắn liền với tuổi thơ của Vika cũng như rất là nhiều bạn nữa. Vika nóng lòng có cái máy này lâu lắm rồi á, đặt hàng lâu rồi nhưng bây giờ hãng mới chỉ về cho Vika đó anh em ạ. Có gì tí nữa Vika sẽ làm thử thách Terrify trên máy PlayStation 5 cho mọi người xem như thế nào nha. Ok, thì ngoài ra Vika có mua thêm một cái headphone của hãng SteelSeries có tên là Active 7B. Cái headphone này có chất lượng rất là tốt luôn anh em, nhưng mà cái hay của nó là nó sử dụng công nghệ không dây và sử dụng được cho cả PC, điện thoại. Và trên đây nó còn ghi là dành cho PS5 và PS4 nữa. PS có nghĩa là viết tắt của PlayStation đó anh em ạ. Ok, để xem trong đây có gì ha. Tại vì ngoài chơi Refire ra thì Vika rất là thích chơi nhiều tựa game khác nữa anh em ạ. Nhất là những dòng game của hệ máy PlayStation đó. Đây, đầu tiên là cái tay cầm, gói rất là kỹ lưỡng luôn. Đẹp ha, cầm rất là đầm tay luôn á. Ok, để nó ở đây đi. Đây, dây HDMI, dây nguồn và dây sạc cho cái tay cầm. Đây là sách hướng dẫn anh em ạ. Mà anh Vika thấy gắn mấy cái máy này nó cũng dễ, chắc là không cần xem nhiều sách hướng dẫn, khi nào mà gặp vấn đề gì thì mình mới xem thôi. À, cái này là cái đế để cái máy PlayStation này anh em. Đây, Vika đã thấy nhân vật chính của chúng ta rồi anh em ạ. Thì khi mà rảnh á, Vika sẽ ra phòng khách này chơi những tựa game khác sau khi mà làm video refi cho mọi người. Đây, nhân vật chính của chúng ta đây anh em. Tang tang tang. Nhìn ngầu ha, nó màu trắng anh em à. Đây là máy PlayStation 5 của chúng ta đây. Nhìn giống một cái máy điều hòa ha. Nó đùa á chứ nhìn ngầu phết anh em à. Ok, còn bây giờ là headphone Artist 7B của hãng SteelSeries nha. Gói rất là kỹ lưỡng và cẩn thận luôn anh em à. Đằng trước là gồm có dây. Cái cục này là cục wireless nè. Đằng sau là có sách hướng dẫn nha. Đây, để Mika lấy cái headphone ra. Rất là ngầu luôn anh em à. Thì nhìn nó rất là hợp với cái máy PlayStation 5 của Vika ha. Đấy, đều là cùng màu trắng luôn anh em ạ. Bây giờ Vika sẽ gắn vô và chơi thử nha. Ok, bây giờ Vika sẽ chơi thử tựa game Spider-Man cho mọi người xem nha. Chắc mọi người cũng biết Spider-Man đúng không? Một siêu anh hùng rất là nổi tiếng của Marvel anh em ạ. À, cái cảnh này là mới vô game thôi, anh em thấy đồ họa rất là lung linh luôn đúng không? Ui, rớt thùng hàng ở kìa anh em ạ. Hình như anh Vika đang trong vai là một Spider-Man tập sự anh em. Nói chung thì âm thanh rất là hay. Và tay cầm của Vika nó đang rung anh em. Ui, nó vừa mới rung mạnh luôn á. Kiểu như khi mà có một cái chuyển động gì đó mà nó mạnh á, mình đu dây á thì nó cũng có rung. Nhưng mà khi mà chuyển động gì mà nổ bom hay là gì đó thì nó rung rất là mạnh, rất là đã luôn anh em ạ. Và khi mà anh Vika chơi thử những cái tựa game khác á, khi mà đi trên mặt nước hoặc là đi trên những cái địa hình như là tuyết hoặc là cỏ cây, nó cũng có những cái độ rung khác nhau đó. Đúng rồi, có hai Spider-Man. Vika là một Spider-Man mới, còn anh này là Peter Pan thì phải. Đúng không? Trong phim là Peter đúng không? Thực ra thì Vika muốn chơi nhiều tựa game nữa cho mọi người trải nghiệm, nhưng mà để hôm khác đi ha. Hôm nay Vika chơi một xíu Spider-Man xong rồi Vika sẽ chơi Refire cho anh em xem. Chơi luôn chứ sợ gì? Có gì đâu mà khó. Nút O là để né nè anh em. Đó. Ồ, đánh quá trời đã luôn em. Khi mà đánh nó cũng rung nè. Đó. Ấy. Kiểu như mới Vika mới chơi thử cho nên cũng chưa biết là phải đánh như thế nào á, chỉ biết là sơ sơ là các cái nút nhảy nút né là như thế. Ok. Anh em có thích chơi những cái tựa game như thế này không? Nói chung thì Vika là có chơi game là tựa game nào Vika cũng thích hết á. Mới né chiều á, ông nào mới đánh Vika mới né chiều anh em à. Đồ họa con, nói chung thì chơi đã cực kỳ luôn em.
Nhất là những cái cảnh như thế này nè, đó thấy không? Nhìn cái mặt trời nó chiếu xuống rất là đẹp. Ây, tay cầm rung quá trời tại vì bị người ta đánh á. Thôi bây giờ mình chơi Refi để xem trên chơi Refi trên máy PlayStation 5 nó có khác biệt gì với máy tính và điện thoại nha. Let's go. Ok, Vizca setup xong các nút rồi nè, hiện lên cho mọi người thấy luôn cho nó dễ nha. Bây giờ mình vô game chơi thử xem như thế nào ha. Ok, di chuyển khá là mượt luôn á anh em à. Đó, mọi người thấy không? Hiện tại thì Vizca lấy một ạc boss chơi thôi, chứ không dám chơi cái ạc level cao anh em. Tại vì Vizca mới chơi cái tay cầm đã biết chơi, đã bắn không lại đâu anh em ạ. Ok, mình nhảy ở khu cổng trời luôn ha. Hiện tại Vizca để nút nhảy là nút tam giác anh em. À, nút bung dù hình như là cũng là nút tam giác hay là nút buông gì không nhớ nữa, để tí nữa xuống xem cái bung dù nằm chỗ nào. Đúng rồi, bung dù là cũng là tam giác đó anh em à. À, nhìn xung quanh là Vizca sẽ lăn cái con lăn bên phải nè. Bấm nút này là mở dù nè, đó. Còn con lăn bên trái thì để dùng để di chuyển. Ui. Đó, con lăn bên trái thì dùng để di chuyển nè, thấy không? Còn cái nút R2 này nè là nút để chạy anh em. R1 là để nhảy nè, thấy không? Nhảy nè, lăn cái con này, con lăn bên không, cái này phải gọi là analog nó mới sang chứ đâu có gọi con lăn vậy em. Ok, nhảy nè, hả, lượm súng xem như thế nào ha. Ui, cũng mượt phết ha anh em hả. Lượm thêm súng này, kiểu như Vizca quay cái analog bên phải này còn chưa quen lắm, với lại hình như cái độ nhảy nó cũng không có được mượt á. Rồi bây giờ đổi súng á thì cái nút ba kiểu như nút qua bên trái này nè là lấy vũ khí cận chiến, còn nút xuống á là lấy vũ khí thứ hai nè, nút qua bên phải là mũi tên qua phải á là lấy vũ khí đầu tiên. À, giờ cất đi cho chạy cho nhanh ha, ra bắn thử anh em à, nhảy nhảy. À, còn nút bắn thì Vizca để là nút vuông nha. À, phải không ta? Ủa nó bắn à, đây cái nút ở trên đây nè, cái nút gọi là L1 mới gọi là nút bắn. À, thấy nè. Bắn nè. Kéo tầm được không? Chưa kéo tầm được đây anh em à. Để Vizca thử kéo tầm coi được không nha. À. Chưa kéo tầm ổng chết mất tiêu rồi. Ơi, đây nè. Ui, kéo tầm khó phết anh em ạ. Kéo tầm khó phết nhưng mà được á, nhưng mà vẫn được. Tại vì Vizca đang chơi bằng nút bắn bên trái á, mà chơi bằng tay cầm nữa là không biết cái nó có kết hợp được không đây. Thay đạn thì là nút nào quên ta? À, nút buông là thay đạn đó nè. Nút buông là thay đạn. Cất súng vô nè. Để tí Vizca thi triển thử. Ô, thử thi triển kỹ năng của một pro xem như thế nào nha. Nè, đầu tiên là đổi súng rồi nhảy đúng không? Đổi súng nhảy nè. Quay ra bắn nè. Úi da, quay chậm quá. Ấy. U, hết sọt được luôn kìa. Tính ra cũng được á nha. Nói chung là hết sọt được chứ không phải là không được. Hết máu rồi. Mới nghe tiếng bắn đâu đây nữa nè. Mới nghe tiếng bắn đâu đây rõ ràng mà ta. Mà phải đi kiếm máu đã anh em à. Nút bơm máu thì Vizca để là nút lên này nè. Nút lên trên á, mũi tên lên trên là bơm máu. Mà để phải đi kiếm máu đã. Nút này nút dùng đúng không? Ủa, mi luôn. Có nghĩa là những cái nút mà sử dụng đồ với là ăn nấm là nút tam giác hết rồi nè. À, lấy cái cây này mình quan sát thử nè. À, chim gọi kiến đúng không? Chưa có nút đổi súng anh em à. Hay nhầm, chưa có nút nhặt súng. Phải nhặt bằng chuột. Đây. Thử quan sát coi được không nha. Đây nè. Ui, không được. Khó phết đấy. Ui, không được anh em à. Để kiếm máu phát. Ui, có người vô nhà anh em ơi. Có người vô nhà anh em à. Đổi súng bắn. À, nút ô chọn là Vizca ngồi xuống nè. Bơm máu ấy. Nghe tiếng chân đâu đây mà ta. Ok. Đâu. One shot cho phát nè. Nghe tiếng chân đâu ở ngoài anh em. Mà kiểu như Vizca chưa quen cho nên đi hơi chậm xíu. Nó cũng khá là giống điện thoại á. Mấy bạn chơi chắc sẽ tốt hơn Vizca đó. Ê, đây. Đổ súng nè. Nhảy nè. Ui, mà kéo hơi chậm anh em. Đâu, quan sát thử có được nha. Quan sát. Ây dồi. Ui, khó quá anh em ơi. Khó phết luôn, không được đâu. Bắn nè, không được. Tại vì cái độ nhảy nó không đủ cao á. Vizca nghĩ là do cái độ nhảy nó không đủ cao. Tại mọi người thấy bắn một xíu nó mới lên chứ không phải là lên liền đâu anh em.
không phải là muốn lên lúc nào lên giống như mình chơi điện thoại đâu. Tại cái cần analog này á, nó hiện tại Vizca chưa biết làm sao để mà chỉnh cái gọi là gì ta, gọi là gia tốc á. À, nó lên kìa, nó lên kìa, nhưng mà rất là chậm anh em, rất là khó nha. Tại vì nó ghim không à, chứ nó không có đủ mạnh cái lực, không đủ mạnh để mà đẩy lại cái lực mà ghim tâm của cái hệ thống hỗ trợ bắn anh em, hệ thống ghim tâm á, nó không đủ. Ê. Ê. Đây đây đây, thử lại phát nha, kiếm một pha gọi là không được, đẩy cứng thiệt luôn anh em. Cứng quá, cứng quá, không được. Kiểu như là bắn kéo tâm á, thì chắc là được, nhưng mà one shot thì chắc là chưa đâu. Chưa. Để đổi cái súng khác đi ha. Ok, để kéo tâm lại thử nha. Kéo tâm bằng cái M5 này anh em à. Đây 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 đây. Kéo tâm chắc là được á. Đó, kéo tâm thì nó lên đúng không? One shot thì nó hơi khó, kéo tâm thì nó được. Nó cũng được nhưng mà cũng không phải dễ nè. Cũng được nhưng không phải là dễ lắm đâu anh em à. Lại gần xíu mà. Lại gần xíu nữa. Từ từ làm cái động tác như một pro ha. Đó, như pro là vậy nè. Nhảy lên nè. Đó, kéo tâm thì được, kéo tâm thì được. Đó anh em thấy không? Kéo tâm thì ok đó, nhưng mà one shot thì phải chỉnh cái độ gọi là gia tốc nữa, gia tốc nữa mới đủ anh em à. Ui. Nhảy lên cũng không được đâu. Khó lắm nha. Mấy bạn chơi điện thoại tốt á, chắc là sẽ chơi tốt hơn, cầm tay cầm chơi tốt hơn Vizca đó. Ok. Bắt đầu Vizca quen rồi nè anh em à. Đây, lấy cây súng sạc kênh rồi bắn thử nha. Khó lắm, khó quan sát lắm. Cũng có máu đỏ kìa anh em. Nhưng mà hơi khó nha. Hơi khó anh em ạ. Chạy, chạy, chạy xa quá. Thôi, đổi súng bắn. Khó phết. Khó quá anh em à. Lại lại lại. Kiểu như là Vizca hiện tại đang chỉ là áp dụng gọi là công thức thôi. Công thức chung của tự game DeFi. Ơi. Có nghĩa là cái cách mà để mà mình one shot và headshot thì nó cũng giống như trên điện thoại hay là máy tính thôi đúng không? Nhưng mà chỉ là Vizca chơi cái tay cầm á thì nó chưa có được quen thôi. Ok. Ở đây anh em à. Đổi súng mà như một bộ đồ đấy chứ hả? Ô. Kéo tầm. Nặng quá anh em. Cũng hơi nặng á, nhưng mà vẫn lên được, có nghĩa là áp dụng công thức là vẫn ok. Cái nút mà để Vizca đổi chuột á. Cái nút mà để Vizca gỡ chuột ra là nút L1 anh em ơi. Đâu vậy? À đây đây. Đổi súng mà như một pro. Ê. Chưa quen, chưa quen. Khó lắm. Đó. Vẫn được nha, vẫn kéo tâm được nhưng mà nó khó thôi, vẫn kéo tâm được. Nãy Vizca thấy đâu đây nữa. À đây. Tính làm nhấp nhảy luôn kìa. Tính ra mình làm trên đây mình làm nhấp nhảy được á. Vừa rồi Vizca làm một pha nhấp nhảy nhưng mà không thành công, nhưng mà Vizca bấm hên xui thôi. Ồ. Bắn tùm lum mà cũng hết sọt nữa anh em. Bắt đầu quen tay được một xíu nè anh em à. Mà theo anh em đánh giá thì chơi cái kiểu này Vizca xứng đáng ở răng gì nhỉ? Kiểu như đổi súng nó hơi chậm anh em, không phải đổi súng đâu mà kiểu như quay cái cần này nè, thấy không? Anh em thấy quay chậm không? Quay về chỉ kéo tâm được thôi. Làm động tác pro nó cũng hơi khó. Để hôm nào Vizca chỉnh lại cái độ nhạy. Bây giờ chơi thử cho anh em xem sơ sơ mà. Đấy. Ở dưới đây nè. Đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Làm động tác. Đó, đổi súng nè. Bắn liền. Chưa quen lắm, chưa quen lắm. Nói chung thì kéo tâm nhiều đây thôi chứ không kéo tâm được nhiều lắm. Được nha. Bật nhắm lên bắn nè. Hình như bật nhắm là phải bấm nhiều lần mới vô tâm đúng không anh em? Đúng rồi, đúng rồi. Phải bật xong rồi tắt liên tục, bật tắt liên tục nó mới vô được. Đấy. Ý, có cái B40 kìa, để lượm thử xem sao nha. Ơi. Ơi, người anh em à. Cái này Vizca chỉ xứng đáng ở răng đồng thôi anh em à. Bắn không lại, bạn này bắn hay quá. Một like. Ok. Sao anh em thấy Vizca chơi bằng tay cầm của PlayStation 5 như thế nào? Mà headphone này cũng rất là hay nha. Vizca nghe tiếng bước chân nãy giờ rất là rõ ràng luôn á. Ok. Ok, anh em thấy Vizca chơi Refi trên máy B5 có hay không? Thực ra là Vizca đùa anh em à.
chứ Vicka chỉ lấy cái tay cầm của máy BX5 gắn vào máy tính và chơi DeFi cho mọi người xem thôi. Nhưng mà điều đó chứng minh được một điều á, là cái tay cầm này nó cũng rất là lợi hại, đúng không? Nó có thể chơi DeFi trên máy tính và chơi cũng rất là mượt nữa. Để Vicka anh luyện tập để trở thành một pro player chơi bằng tay cầm của máy BX5 xem như thế nào ha. Ok, thì sau khi mà chơi và trải nghiệm cái máy BX5 á, thì Vicka thấy rất là khoái luôn em à. Sau này có thể là ngoài DeFi ra, Vicka sẽ làm content của nhiều tựa game khác trên máy BX5 cho mọi người xem ha. Đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông để ủng hộ Vicka nha. Chúc mọi người một ngày vui. Bye bye anh em, hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo nha.